Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Bị phát hiện khi trộm gà, chồng bỏ lại vợ để thoát thân. Ngày 7 tháng 8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Mộng Danh, 36 tuổi, ngụ huyện Krông Búc, Đắk Lắk và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Hiệp, 36 tuổi, vợ của Danh, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, khoảng 4 giờ 20 phút ngày 13 tháng 6, tổ tuần tra Công an xã Bình Dương, huyện Thăng Bình đang làm nhiệm vụ thì nghe người dân truy hô về việc phát hiện có người trộm cắp gà. Khi tổ tuần tra chạy đến thì phát hiện hai vợ chồng đi xe máy tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra truy đuổi được một đoạn thì người chồng bỏ lại xe máy, chạy vào rừng keo lẫn trốn. Tổ công tác tiếp cận và bắt giữ được người vợ. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện trên xe máy của hai người này có hai bao tải, bên trong chứa 24 con gà. Qua làm việc, đấu tranh xác định người nữ tên là Lê Thị Hiệp, còn người bỏ chạy là Huỳnh Mộng Danh, chồng của Hiệp. Hai vợ chồng đi trộm gà của hai hộ dân ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình. Tổ công tác tiến hành lập biên bản, tạm giữ 24 con gà, một xe máy và một số tang vật liên quan, sau đó chuyển hồ sơ cho Công an huyện Thăng Bình điều tra theo thẩm quyền. Quá trình xác minh, Công an xác định Danh từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản, nên Công an huyện Thăng Bình đã cử tổ công tác vào phối hợp với Công an huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk để bắt giữ. Ngày 6 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Huy, tức Huy La Hán, sinh năm 1986, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, nghi phạm này đã từng có nhiều tiền án về cùng tội danh trên và vừa mới ra tù. Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 5 giờ 45 phút ngày 4 tháng 5, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo từ ông Nguyễn Hoàng Anh Kiệt, sinh năm 1986, ngụ huyện Chợ Mới về việc cửa hàng điện thoại di động của ông bị trộm đột nhập lấy cắp rất nhiều tài sản. Lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp Công an thị trấn Mỹ Luông xuống ngay hiện trường để xác minh, truy tìm đối tượng thực hiện vụ trộm. Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Chợ Mới xác định Huy La Hán là đối tượng nghi vấn nhất đã thực hiện vụ trộm trên. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Công an huyện Chợ Mới đã phát hiện bắt giữ được Huy khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà một người quen tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới. Đồng thời, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật. Mới đây, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, vào ban đêm, thường xuất hiện một đối tượng trùm kín đầu, đeo găng tay, đột nhập vào nhà dân trộm cắp nhiều tiền, vàng, máy tính, đồng hồ, gây hoang mang dư luận. Trong ngày 4 tháng 5, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Khánh, 29 tuổi, ngụ xã Ea Kronik, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, trong những tháng đầu năm 2023, vào ban đêm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột thường xuất hiện một đối tượng trùm kín đầu, đeo găng tay, đột nhập vào nhà người dân trộm cắp nhiều tiền, vàng, máy tính, đồng hồ. Những căn nhà bị đột nhập thường mở cửa tầng 2 vào ban đêm để thông thoáng do trời nắng nóng. Quá trình thu thập chứng cứ từ camera an ninh thì đối tượng luôn che kín mặt, đeo găng tay, không để lại dấu vết tại hiện trường nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ siêu trộm là Nguyễn Duy Khánh. Khi Công an thành phố Buôn Ma Thuột xuống nhà ở huyện Krông Park bắt giữ thì Khánh rất ngạc nhiên. Đối tượng cho rằng với thủ đoạn trộm cắp tinh vi của mình thì không bao giờ công an có thể điều tra ra. Bước đầu, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ đối tượng Khánh đã gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị 118 triệu đồng trong thời gian ngắn. Theo cơ quan công an, đối tượng Khánh có 3 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Ngày 3 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đang điều tra xử lý đối tượng Trần Kim Tê, tên viết tắt 14 tuổi, trú xã Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc về hành vi trộm cắp ô tô rồi điều khiển gây tai nạn. Trước đó, vào rạng sáng ngày 1 tháng 5, Trần Kim Tê trộm ô tô khách biển kiểm soát 86B01639 tại một gara trên địa bàn xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc rồi chạy về hướng thành phố Phan Thiết. Khi đến gần cổng khu công nghiệp Phan Thiết, ô tô của Tê điều khiển đâm vào bảng hiệu nhà dân và một xe máy dựng ở lề đường trước khi dừng lại. Vụ va chạm khiến ô tô khách bị hư hỏng phần đầu. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng phía sau. Sau đó người dân đã đuổi theo, còn Tê lợi dụng đêm tối đã bỏ trốn. Ngày 2 tháng 5, Công an xã Hàm Liêm bắt giữ đối tượng Trần Kim Tê và bàn giao cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc điều tra xử lý.
Được biết, trước đó T cũng đã thực hiện 2 vụ trộm ô tô tại địa bàn thành phố Phan Thiết và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Do mới 14 tuổi nên T được công an cho tại ngoại để điều tra. Trong quá trình tại ngoại, T tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp. Trong vòng 5 tháng sau khi lần thứ 3 bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, hai siêu trộm ở huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định mới bị bắt tạm giam. Cụ thể, sáng 30 tháng 4, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Cát cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng Trần Minh Truyền, sinh năm 2006 và Trần Văn Phú, sinh năm 2005, cùng ngụ thôn Tân Hòa, xã Cát Tân, huyện Phú Cát về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Cát, việc thực hiện lệnh tạm giam nói trên nhằm ngăn chặn hành vi tiếp tục phạm tội của hai đối tượng Trần Minh Truyền và Trần Văn Phú. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, lúc 23 giờ 40 phút đêm 23 tháng 4, Trần Minh Truyền và Trần Văn Phú cùng thực hiện hành vi lấy trộm xe máy của bà VTV, ngụ thôn Hóa Lạc, xã Cát Thành, huyện Phú Cát để trước nhà. Sau đó, cả hai mang xe máy giấu bên lề đường Trần Hưng Đạo nối dài thuộc thị trấn Ngô Mây, huyện Phú Cát chờ tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Trước đó khoảng 5 tháng, Trần Minh Truyền và Trần Văn Phú đã hai lần bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản trong hai vụ án trộm cắp tài sản khác nhau. Cụ thể, ngày 18 tháng 4, Truyền và Phú bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã An Nhơn khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản và đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, ngày 21 tháng 11 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Quy Nhơn cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Truyền và Phú về hành vi trộm cắp tài sản. Chiều 21 tháng 2, Đại tá Trần Văn Xuân, trưởng công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1984, trú thôn Tất Viên, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, cơ quan điều tra đang giám định tỷ lệ thương tích của nạn nhân để xem xét về hành vi cố ý gây thương tích của bị can này. Trước đó vào khoảng 8 giờ ngày 20 tháng 2, bà Trần Thị Hát, sinh năm 1962, trú thôn Đồng Thanh Sơn, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, đang bán rau ở chợ Hà Châu ở xã Bình Phú, huyện Thăng Bình thì bị Hạnh trộm túi xách có hơn 10 triệu đồng tiền mặt. Sau khi móc được chiếc túi của nạn nhân, Hạnh đem ra bỏ vào cốp xe. Lúc này, bà Hát phát hiện liền chi hô mọi người và chạy theo giữ chiếc xe máy của Hạnh lại. Sợ bị bắt, Hạnh dồ ga bỏ chạy, kéo lê bà Hát một đoạn dài khiến bà bị thương ở chân. Đối tượng này sau đó đã bị người dân truy đuổi bắt giữ và báo cho công an xã Bình Phú. Công an tạm giữ trên người Hạnh một túi xách mà Hạnh đã lấy trộm của bà Hát. Bên trong có số tiền 10,2 triệu đồng, một xe máy hiệu Vespa biển kiểm soát 92E156306, một điện thoại di động và số tiền 2,5 triệu đồng. Theo Đại tá Trần Văn Xuân, Hạnh là đối tượng chuyên trộm cắp tài sản, có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Nhưng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được áp dụng biện pháp hoãn thi hành án phạt tù. Mới đây nhất, ngày 10 tháng 1, Hạnh bị Tòa án Nhân dân huyện Thăng Bình tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Ngày 31 tháng 1, Hạnh bị Tòa án Nhân dân huyện Quế Sơn tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Tổng mức hình phạt mà Hạnh chưa thi hành án là 6 năm 9 tháng tù. Về phần bà Hát, sau khi sự việc xảy ra, mọi người đưa bà đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi sơ cứu vết thương, bà Hát xin về nhà nhưng do cảm thấy quá đau nhức nên phải đưa vào nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!